Xin chào các bạn. Vào tối ngày 22 tháng 5 vừa qua, Tổng thống đương nhiệm của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Barack Obama đã chính thức sang thăm Việt Nam. Và trước đó thì các thiết bị chuyên chở của người đàn ông quyền lực nhất thế giới này đã được vận chuyển đến nước ta bởi lực lượng đặc biệt của không lực Hoa Kỳ. Ngay từ những ngày đầu nhậm chức thì Obama đã được lòng người dân cũng như là cả cộng đồng quan tâm thế giới bởi sự thân thiện cũng như là tư duy đầy đổi mới của mình, đặc biệt là giới quan tâm công nghệ, bởi ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên quyết tâm giữ quyền sử dụng điện thoại di động cá nhân của mình. Bên cạnh đó thì ông cũng thay đổi hàng loạt trang thiết bị cổ lỗ sĩ trong Nhà Trắng bằng những máy móc hiện đại với kết nối mạng tốc độ cao, và ngay cả chiếc xe chuyên chở của Obama cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò. Có thể thấy, bên cạnh những chiếc xe chuyên chở nhân viên thông dụng thì nổi bật nhất chính là chiếc Cadillac Limousine với biệt danh quái vật được ưu ái để chuyên chở Tổng thống Obama. Kể từ sau vụ ám sát Tổng thống John Kennedy bởi một tên sát thủ bắn tỉa trong khi vị Tổng thống này đang đi trên một chiếc xe mui trần, thì Sở Một vụ Mỹ đã tá hỏa và cạch luôn chú ý hơn tới chiếc xe chuyên chở và không bao giờ dùng xe mui trần nữa. Và hôm nay thì tạm gác lại những tin tức khô khan trên thị trường công nghệ di động. Trong video đặc biệt này thì mình sẽ cùng các bạn săm soi xem những công nghệ trên chiếc siêu xe chuyên chở người đứng đầu Nhà Trắng khủng tới cỡ nào. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012 đã kết thúc với chiến thắng vang dội lần thứ 2 của người đàn ông da màu Barack Obama. Đó cũng là thời điểm mà Nhà Trắng bắt đầu đặt hàng với công ty General Motors chiếc siêu xe chuyên dụng dành cho vị Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tiếp theo của mình. Và chiếc The Beast, tạm dịch là quái thú, đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Về cơ bản thì chiếc limousine này được General Motors độ lại trên thiết kế của mẫu Cadillac STS với nhiều nâng cấp hạng nặng về thiết kế cũng như là tính năng so với chiếc STS tiêu chuẩn. Bên cạnh đó thì The Beast cũng vay mượn một số yếu tố với hình thức trên một số mẫu Cadillac khác như là cặp đèn pha của Escalade này, đèn hậu của STS. Do đó có thể thấy là The Beast không hoàn toàn là một chiếc Cadillac đơn thuần, nó chỉ là một chiếc xe gắn logo Cadillac lên thôi. Là một chiếc xe được thiết kế để chuyên chở nguyên thủ quốc gia và nhất là người đàn ông đứng đầu thế giới này, thì The Beast chắc chắn sẽ là chiếc xe bọc thép tốt nhất, an toàn nhất và đẹp nhất thế giới. Lớp giáp bọc quanh xe có độ dày lên tới 8 inch, tương đương với 20cm, với những cánh cửa nặng tương đương cửa máy bay Boeing 757. Cửa sổ chống đạn của The Beast dày tới 5 inch, tương đương 12,5cm, được thiết kế kín hoàn toàn và không thể mở, trừ khi có sự cho phép của Tổng thống. Cùng với đó là hệ thống van điều tiết đặc biệt để chống lại mọi cuộc tấn công bằng bom, đạn cũng như là tên lửa hạng nhẹ. Bộ lốp xe do Goodyear sản xuất được bao bọc bởi sợi Kevlar siêu bền chuyên để làm áo chống đạn, để đảm bảo khả năng chống đạn cho The Beast cũng như là giúp duy trì vận tốc cao để đội ngũ bảo vệ có đủ thời gian để giữ an toàn cho Tổng thống. Phần nội thất của The Beast cũng được thiết kế với cấu trúc khép kín, không có một khe hở nào, hoàn toàn tách biệt với môi trường bên ngoài, giúp ngăn mọi cuộc tấn công bằng chất độc hóa học. Khoang trong của The Beast được bố trí với 7 ghế ngồi. Ở hàng ghế trước, The Beast có 3 ghế dành cho lái xe, một mật vụ luôn theo dõi và đưa ra các thông tin trong cách di chuyển của Tổng thống, và một vệ sĩ bảo vệ và mở cửa xe. Khoang dành cho Tổng thống có 4 ghế ngồi, trong đó có 3 ghế ở phía sau, một ghế ở phía trước là nơi Tổng thống thường ngồi. Chiếc xe cũng có một bàn gấp ngăn cách Tổng thống với các vị khách ở hàng ghế cuối. Người Mỹ cũng trang bị các công nghệ giám sát tới tận răng cho The Beast với một hệ thống camera ban đêm, định vị GPS, điện thoại kết nối vệ tinh đã được mã hóa, một hệ thống video tương tác đặc biệt cho phép nó hoạt động trong bất kỳ điều kiện nào và đảm bảo rằng Tổng thống luôn luôn có thể liên lạc. Về động cơ thì The Beast được cho là sử dụng động cơ V8 Duramax, khối động cơ được lấy từ những chiếc xe bán tải hạng nặng của Chevrolet hay là GMC. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại là dòng động cơ diesel? Ngoài độ bền bỉ của động cơ thì dầu diesel được cho là làm giảm nguy cơ cháy nổ khi bị tấn công, và loại nhiên liệu này cũng có thể tìm thấy ở mọi nơi trên thế giới, không giống như là xăng không pha chì. Bên cạnh đó thì bình nhiên liệu cũng được bảo vệ bởi một lớp bọt đặc biệt giúp bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng bom hay chất gây cháy. Có thể thấy thì với những trang bị khủng bố như vậy thì hiển nhiên là The Beast sẽ có một trọng lượng tương đối nặng nề cũng như là nhiều bất tiện trong khi di chuyển bởi trọng lượng của nó. Có nhiều nguồn tin khác nhau nói rằng nó chỉ nặng 8 tấn mà thôi, nhưng nguồn tin khác nữa lại nói là 8,6 tấn mới là trọng lượng khô của The Beast. Nhưng theo con số chính thức được ghi nhận có thể là từ trạm cân di động ở Việt Nam, đó là vào khoảng 9,1 tấn. Vâng, không dễ để The Beast có thể có được hiệu suất cao dù chiếc xe có một khối động cơ diesel mạnh mẽ. Chiếc limousine này phải mất khoảng 15 giây chỉ để tăng tốc từ 0 đến 96 km/h, nhiều hơn bất cứ chiếc xe nào có trên thị trường. Tốc độ tối đa của chiếc xe được cho là cũng chỉ đạt khoảng 96 km/h mà thôi. Với trọng lượng như một chiếc xe tăng thì không lạ khi The Beast tiêu tốn tới gần 30 lít nhiên liệu để đi được 100 km, trường hợp cao nhất đã được ghi nhận là lên tới 60 lít. Và với tư cách là một chiếc xe chuyên chở người đàn ông quyền lực nhất hành tinh hiện tại thì The Beast cũng phải có một người tài xế đồng hành xứng tầm với nó. Đó chính là các nhân viên CIA đã được đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp và khắt khe để có thể ứng phó trong mọi tình huống khắc nghiệt nhất, cũng như là khả năng bẻ cua thân thánh giúp Tổng thống tẩu thoát khỏi mọi cuộc tấn công. Cùng với đó là trình độ sử dụng tốt các trang thiết bị điện tử trên xe để giúp Tổng thống liên lạc được với người ngoài khi cần thiết.
Vâng, đó là những thông tin cơ bản. Ngoài ra thì những chi tiết khác các bạn có thể tìm rất nhiều trên mạng. Như vậy có thể thấy chiếc xe chuyên chở người đàn ông quyền lực nhất hành tinh này sẽ là thứ vô cùng khó rời. Tốt hơn là mình và các bạn nên đứng ngoài tầm và ngắm Obama, chứ đừng lại gần. Hiện tại thì nhiệm kỳ của vị tổng thống này sắp kết thúc và lúc đó thì Nhà Trắng sẽ có phương án thanh lý con xe này để chế tạo một chiếc xe cho vị tổng thống kế nhiệm. Có lẽ đến lúc đó thì Mac Channel sẽ mua một chiếc về để review cho các bạn. Nhưng mà trường hợp đó rất khó có thể xảy ra vì theo nguồn tin bí mật mình nhận được thì các đặc vụ của Obama đã lên kế hoạch để nghiền nát nó, để thủ tiêu tất cả những bí mật quốc gia mà nó mang theo. Và tổng thống kế nhiệm của Obama sẽ phải sắm một con quái vật khác. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ lại có chuyện để nói. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.